đâu cần tới 3 chiếc nồi nhôm, thậm chí là hơn, thì mới có thể nấu được 30kg cơm rượu mỗi mẻ. Tất cả những gì chúng ta cần là một thiết bị nồi nấu rượu lõi đồng thương hiệu New Sun. Chi phí nhân công chỉ cần một người, vận hành tự động, tăng năng suất và đảm bảo chất lượng. Xin chào mọi người, là một thiết bị được rất nhiều cơ sở kinh doanh rượu ưa chuộng sử dụng. Nồi nấu rượu lõi đồng 30kg trên mẻ thương hiệu New Sun sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế cũng như tính năng nổi trội. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng với Hương khám phá chi tiết hơn về thiết bị này nhé. Công nghiệp lõi đồng 30kg trên mẻ thương hiệu New Sun có thể nấu rượu vô cùng nhanh chóng và thay thế phương pháp nấu truyền thống. Trước kia thì chúng ta cần từ 4 cho tới 5 giờ mới có thể nấu xong một mẻ. Thế nhưng có em này rồi thì chúng ta chỉ mất từ 2 cho tới 3 giờ thôi. Và với năng suất khoảng từ 20 cho tới 30 lít trên mỗi mẻ thì thiết bị này khá là thích hợp trong các đơn vị kinh doanh rượu có quy mô nhỏ. Đặc biệt là nếu chúng ta muốn nấu cơm rượu thì có thể xếp thêm các khay cơm vào phía bên trong. Gọi là đa năng 2 trong 1 phải không nào? Vừa tiện lợi vừa tiết kiệm chi phí sản xuất. Toàn bộ thân vỏ và lớp thứ hai của nồi được làm từ inox 304. Đây là loại inox cao cấp nhất, chống han rỉ, cứng cáp và độ bền cao. Điểm đặc biệt tạo nên vị sắc nét là do phần lõi trong cùng, nơi chứa cơm rượu được làm bằng đồng nguyên chất. Đồng sẽ khử lưu huỳnh phát sinh ra trong quá trình lên men, giúp thành phẩm của bạn thơm và trong hơn, không có hiện tượng vẩn đục. Nhờ đó mà rượu sẽ sắc nét, đậm đà, thơm ngon hương vị truyền thống. Được ưa chuộng sử dụng cũng là bởi vì thiết bị được thiết kế vô cùng tối ưu và thông minh để đảm bảo chất lượng rượu luôn được ngon nhất. Đầu tiên phần nồi chưng cất hay chính là thân nồi. Thành nồi có cấu tạo 3 lớp, 2 lớp inox dày và lớp khoang cách nhiệt ở giữa. Thiết kế này giúp nồi có khả năng giữ nhiệt tốt, rút ngắn thời gian chưng cất. Tiếp theo là khoang dùng để chứa dung dịch truyền nhiệt bao quanh thành nồi, ngăn cách với khoang trong cùng bằng lớp inox dày. Dung dịch được đun sôi nhanh chóng nhờ thanh nhiệt công suất cao nằm ở phía dưới khoang, làm từ chất liệu inox 304 cao cấp, bền bỉ. Với cơ chế nấu cách thủy thì dung dịch truyền nhiệt của chúng ta sẽ được bao quanh thành nồi và là trung gian để truyền nhiệt làm chín cơm rượu. Nhờ đó mà nhiệt của chúng ta sẽ được lan tỏa đồng đều thay vì tập trung phía dưới nồi. Do đó mà cơm rượu sẽ được chín đồng đều và không bị khế cháy. Phần lõi trong cùng là nơi chứa cơm rượu được làm từ đồng nguyên chất. Bên trong lòng có các ống sục hơi để đưa hơi nước sục liên tục vào bỗng rượu, có tác dụng đảo đều bỗng để tạo thành phẩm ra có nồng độ đồng đều, không xảy ra hiện tượng lúc đậm lúc nhạt. Chúng ta không lo sợ bỗng rượu bị hút ngược vì nồi đã trang bị van một chiều. Bên ngoài nồi có ống thăm dò mực nước giúp kiểm soát mực nước trong nồi dễ dàng. Khi nào cần cấp thêm nước thì bạn tiếp qua van cấp nước ngay bên dưới, không cần mở nắp nồi hay phải ngắt nguồn điện. Dưới đáy thiết bị có một van xả bỗng và một van xả nước để thuận tiện cho việc vệ sinh nồi. Năm nồi chưng cất rượu bằng điện có thiết kế hình chóp giúp ngừng tụ rượu dễ dàng hơn. Xung quanh nắp là các chốt khóa kết hợp với viền răng ở miệng nồi, có tác dụng đóng chặt nắp vào miệng nồi, không cho hơi nhiệt thất thoát ra bên ngoài, tránh tình trạng chất chấu như nồi nấu rượu bằng than củi. Nắp có thể tháo rời linh động, tiện lợi cho việc vệ sinh lau chùi. Khóa nắp là bộ phận quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng của rượu. Do đó, New Sun đã thiết kế thông minh, đảm bảo 3 yếu tố: đóng mở dễ dàng, ép chặt vung với do miệng nồi và tuổi thọ bền bỉ. Đây là dòng khóa mới cải tiến độc quyền chỉ có từ nồi nấu rượu thương hiệu New Sun. Ở đỉnh của chóp vung có thiết kế ống dẫn hơi hay còn gọi là cút nối. Ống dẫn hơi nối sang hệ thống ống ruột ga hình xoắn ốc để tăng tiết diện dẫn hơi rượu, nằm trọn trong bể hoặc bình làm mát. Rượu thành phẩm được dẫn ra thuận lợi và làm lạnh nhanh chóng. Hệ thống điện trở được lắp gọn dưới đáy nồi và được đấu nối trực tiếp với các cầu giao điện. Khi bắt đầu chưng cất thì bạn bật tất cả cầu giao điện để nồi được hoạt động với công suất tối đa, giúp đun sôi bỗng rượu nhanh chóng. Khi cơm rượu sôi và ra rượu thì bạn có thể ngắt bớt cầu giao,
giảm công suất để lấy thành phẩm. Hình thức điều khiển thứ hai New Sun thiết kế cho bạn đó là tủ điều khiển điện roi có các tính năng cài đặt công suất và thời gian nấu linh hoạt, được trang bị thêm automat chống giật, tự động ngắt khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho bạn trong suốt quá trình vận hành. Vừa rồi thì các bạn đã được theo dõi review chi tiết về thiết bị nồi nấu rượu công nghiệp lõi đồng 30kg trên mẻ thương hiệu New Sun. Nếu như mà các bạn để yêu thích sản phẩm này rồi thì đừng quên, các bạn sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn tại điện máy New Sun khi đặt mua sản phẩm. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy New Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này, hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy New Sun 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập vào website dienmayneusun.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người rất nhiều và nhớ nhấn like, subscribe, nhấn chuông thông báo để là người đầu tiên được theo dõi những video mới nhất tại điện máy New Sun. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.